em sẽ đem mua một bộ thường thôi, móng nhọn, dài nhưng mà không có too much design. Bây giờ là mình đang cắt cái shape cho nó chuẩn trước. Cái tip này là nó là straight tip, nó đã pre-cut rồi. Nhưng mà cut của em muốn ngắn thêm một chút nữa, nên là em muốn chắc em chép nhọn này cũng rất là khó làm, mình cũng phải canh cho chuẩn một chút. Nếu như mình cắt từ ban đầu mà nó không có chuẩn thì lát nó đắp bột nó sẽ không có được đẹp. Xếp nhọn là mình phải xếp từ ngay trên cái móng tay mình luôn. Nhiều khi mình không có làm cái đó thì hai cái bên hông nó sẽ bị cong ra, thì nó xếp không có được thẳng lắm, không có được đẹp. Xếp xong mình sẽ nhám lại một chút xíu, là nó sẽ thưa của nó thật sạch luôn. Chưa là cái đường line nó bằng nữa. Thank you.
Đầu tiên em dùng sẽ là của Nat Polish số 101 Milky Way, màu rất là đẹp. Em sẽ dùng của mấy hãng luôn tại vì chưa có đủ collection. Ok anh. Không, bữa nay em làm một bộ đơn giản thôi anh Vinh. Làm một bộ như là Oceanel chắc phải live mất 2-3 tiếng. Lâm ơi. I have another brighter yellow. This is just for the base. Do you want an ombre or do you want it just a solid color? Solid. What do you think? We can do solid. Okay, fine. Mm-hmm. And add some, maybe a little bit of glitter. Thì mình cắt một cái đường nó sắc luôn, mình không có cần phải rú lại nữa. Lấy được mấy cái glitter đây. And this one will do black, okay. Right? Cô bé này muốn thêm một màu đen nữa thì thường màu đen em hay dùng sau cùng tại vì màu đen nó hay làm cho liquid của mình nó hơi dơ, cái cọ của mình nó không được sạch á, nên sẽ làm sau cùng luôn. Mình sẽ skip ngón này là màu đen. Bên Maryland này hơi
trời nó hơi nực một chút xíu nên em đắp bột nó. Đi xong bài mình có thể bàn sau. Hôm qua em hôm kia em live boss Chí Nguyễn thấy chắc không ổn nên là boss gửi ngay cho một cái iPhone stand liền để gắn vô bàn để live. Thank you anh Chí. And not polished team. Dày hơn, để last longer hơn. Finger? Yes. Sorry. Do you want to switch it up to the pointy? Yes. Okay, that's fine. Man,
Có gì share giùm em, mọi người hỏi trả lời giúp em nhé. This one will be black. Okay. Just keep forgetting about the black one. Cái này nó là glitter, là mình muốn cái bên dưới nó trong.
cream xài của Mia Secret nhé. Mia Secret nó cream họ rất là good. Nhưng mà tại vì cái hũ của họ hơi khó gắt bột ra nên em mới đổi vô cái hũ khác. Lát mình phủ lên lớp cream nào. Okay. Thì mình có thể để yên hoặc là mình xiên thêm thì mình bỏ thêm một chút xíu lime wood lên đây cũng rất là đẹp. Nhưng mà em với màu vàng thì mình để yên. Ok, đúng như là em nói màu đen em sẽ dùng cuối cùng tại vì màu đen nó hay làm rơ cọ với rơ liquid của mình. Em phải đắp cái này lên đây trước nào. Is it the fumes? No. I think it's the liquid. I was sick. I'm sick. Getting over my cold. Now we know I'm protecting you by your neck. Okay, right. Gets finished and I'm always like, it's so pretty. And it's nowhere near done. Gì nữa ông kia. Karen, you want your feet done? No. Thank you.
mình đắp càng gọn bao nhiêu thì đến lúc đũa mình khỏi cần phải đũa nhiều. Bột clear của Mia Secret nhé. Tường phải không? Speed up the process a little bit and let you dry the gel machine, okay? Okay. Xong rồi đợi lâu em cho hơi đèn bằng đèn gel cho lẹ đi. Okay. 2 tiếng. Bộ này chị làm simple thôi, tại nếu như muốn làm mấy bộ intense chắc phải 2-3 tiếng. Ok, sau livestream sẽ gửi link cho Tường. Từ trên này nữa nha, tại vì nếu như trên này mà nó mà hơi bị ù ra đó thì nhìn cái shape nó không có được đẹp, nên mình phải bóp từ cả trên đó nữa. Và shaping thì rất là quan trọng. Thank you.
tưởng bữa nay gần Easter mọi người phải hốt chứ. Mọi người cũng because I was doing it by hand. I was asking my my client to do it for me. Oh wow. And then he sent me this iPhone stand like ASAP. It was overnight. I live on a Tuesday and it arrived on a Wednesday. Oh wow. So nice of him though. Yeah, that's nice. Am I from the mama? Thank you.
28. You want them all to be matte? All to be matte? Or just the black? Just the black. Just the black. Okay. The rest shiny? Okay. Yes. Go wash your hands. Top coat.
của anh Chí Nguyễn anh gửi cho em. Nhưng mà Siêu chỉ muốn một ngón thôi. Làm top code review nha. Mình sẽ đắp một bông hướng dương 3D 3D gì đó. Mọi người có muốn request em làm cái gì tiếp thì cứ comment nhé. Sunflower, yes.
hồi nãy sao nói short chú Quang? Hồi nãy sao kêu short của ý hả? Medium là 30. Chú hỏi cháu là short. It's ok, không có sao đâu. Không có sao đâu. Không có sao đâu. À, cháu còn live nhá, còn bằng chứng nhá. À Tuấn. Chú. Em bảo là em live nè, còn bằng chứng nè. Chú hỏi suốt. That's ok, lát em bù cho không sao đâu. Sorry Tuấn ơi, lấy rồi. It's 5:30 already. Làm cái này mình dùng cái tâm á, nó dễ hơn, cái hồ nó đẹp hơn, tại cái này em có tâm. Em không có để xài tạm cái này chứ mọi người em làm xong fly này dùng tâm. Em khóc được nữa. Cái đó này nó dễ hơn. Thiếu mình áp thêm chút xíu cũng được, tại vì cái liquid nó chưa có khô thì không có sao. Cảm ơn Vũ, cảm ơn Tommy.
black one is the matte color, right? Yeah. Lấy này cũng hên xui lắm, nhiều khi cục bộ cục nhỏ nhỏ lắm. Em thèm lấy nhỏ quá em áp đậy cục. Thiếu con ong đúng không? For the black one with the gold diamonds? Yeah, yeah, the gold one, right? It should have the gold one. That's so cool. All right. Keo này mình chỉ cần có một chút xíu như vậy thôi á, mà nó last rất là long.
á. Nếu như mình làm mà nó hơi bị lem thôi, đúng như thế này em làm nè, là nó sẽ nhìn thấy. Rồi mình cẩn thận, mình cẩn thận. Skip it right here. Going live is really hard because you have to pick it. If not, you can't fix your mistake. Okay, so you want that? I'll open it. Okay, it's really lovely. I don't think we need to add any more unless you want some. No, this is good. Okay. Just let it dry. Keep it balanced on both the fans, on the sides, and then let it dry for me for a second. I will put some oil in for you. Mình làm xong mà cô khách cô cười như vậy là thành công rồi đúng không? Yes, it's the real flowers one. Just tell me what you want, but I tell me the price. Oh, it's over. No, not just want to. I just want to know what your prices are before you know. Which one do you want? Yeah, just want to know what they are for. This is cool. It's really pretty, right? I don't want to put too much in here. Bộ này cũng là rất đơn giản đúng không ạ? Không có too much. Mỗi lần em làm mấy bộ intense design cũng phải take up to có nhiều bộ là 3-4 tiếng. Bộ này sao? Okay. Thank you everybody for watching. I'm cut off. Yeah, bye bye.